Đó là một tổ hợp từ mà chúng tôi gọi nó là DREAM. Những chữ DREAM là những chữ viết tắt có ý nghĩa đại diện cho những đặc tính của làn da. Ví dụ như D nói về dimension là đường nét. Đường nét của làn da là đang nói về sự săn chắc, không dãy xệ. Làn da nhìn rất đẹp và săn, bởi vì đây là một đặc điểm mà một làn da khỏe mạnh nên có. Đó chính là ý nghĩa của từ D đại diện cho đường nét. Chữ R đại diện cho radiant, sự rạng rỡ. Có nhiều từ để diễn tả từ radiant mà hầu như các bạn đều biết. Đó là một làn da tươi sáng, không tì vết. Đó không phải là một làn da khỏe mạnh. Và tiếp theo, bạn sẽ đến với chữ E, đó là evenness, sự đều màu da. Da không có dấu hiệu của mụn thâm, da bạn sẽ trở nên sáng và đều màu da hơn nữa. Vì vậy, sẽ giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của việc gia tăng sắc tố da. Đặc biệt là đối với làn da của phụ nữ châu Á, thì việc tăng sắc tố da cũng góp phần làm cho làn da trở nên sạm nám và không đều màu hơn. Cuối cùng, không kém phần quan trọng, ký tự M với ý nghĩa là moisture, độ ẩm. Một làn da khô thì không phải là một làn da khỏe. Như vậy, tổ hợp từ dream có ý nghĩa là làn da mơ ước. Và khi bạn nghĩ về nó, thậm chí nếu bạn quên ý nghĩa của một làn da mơ ước là như thế nào, thì bạn vẫn biết bạn đang mơ về một làn da đẹp hoàn hảo. Dream, ai cũng biết đó là giấc mơ, nó đại diện cho những điều đặc biệt quan trọng trong cuộc sống của bạn. Tôi đưa bọn trẻ đến trường và bạn của chúng nói rằng mẹ của bạn trẻ quá. Đó là một lời khen ý nghĩa nhất đấy. That's a gracious compliment. It is, yes. Đây thực sự là lợi ích quan trọng trong vô số điều mà chúng tôi muốn mang đến cho làn da của bạn, mang đến cho bạn sự tự tin trước mọi người, và bạn có thể làm tất cả những điều mà bạn muốn làm. Nếu bạn có thể tưởng tượng cùng tôi rằng tất cả mọi người đều mơ, bạn biết đấy, mọi người đều mong muốn trở nên dám làm và dám thể hiện. Và việc sở hữu làn da khỏe mạnh là một yếu tố khiến bạn trở nên tự tin, dám thể hiện bản thân. Và bạn cũng muốn renewal, làm mới bản thân mỗi ngày để có được phiên bản tốt nhất của mình. Và khi bạn làm điều đó, bạn hoàn toàn có khả năng thể hiện sự tự tin của chính bản thân và thực hiện những gì bạn muốn làm. Khi có được sự tự tin, bạn sẽ khẳng định khả năng trong công việc một cách hiệu quả hơn. Và khi bạn có được các yếu tố, sự tự tin, sự khẳng định bản thân, bạn sẽ trở nên thực sự quyến rũ, thu hút mọi người xung quanh. Và bạn cần làn da hoàn hảo để giúp bạn có được những điều đó. That will attract people to you, and you need that skin to do that. Chúng tôi ở đây có một bộ sản phẩm rất tốt. Mọi người đều có thể sử dụng với thiết kế tối ưu hóa cao nhất và hoàn hảo nhất trong các phương thức chăm sóc da của bạn. Đó là tất cả những gì bạn cần. Những thiết bị này có khả năng làm sạch da, chăm sóc da cùng lúc và cuối cùng là nuôi dưỡng làn da. Lumi Spa làm sạch da và mang đến một làn da tuyệt vời. Và bạn chăm sóc da với Galvanic. Và cuối cùng là nuôi dưỡng làn da với thiết bị AgeLock Me. You can do that using our AgeLock Me device. Lumispa là một sản phẩm độc đáo, đầu tiên trong dòng thiết bị rửa mặt, giúp bạn loại bỏ các lớp bụi bẩn, lớp trang điểm hay những tạp chất ô nhiễm bám trên da. Makeup and any signs of pollution that have got on your skin. Và bạn có nhiều sự lựa chọn với nhiều loại sữa rửa mặt khác nhau. Than conventional hand cleansing. You tiếp also theo, bạn có thể chăm sóc da hàng tuần với AgeLock Galvanic Spa để tối ưu sự hấp thu dưỡng chất vào da lên đến hơn 70%. Còn gì tốt hơn khi bạn có thể chăm sóc làn da một cách chuyên nghiệp như tại spa ngay chính ở nhà của mình. Spa-like treatment in your own home. Và cuối cùng, chúng tôi muốn bạn tập trung sự quan tâm vào một thiết bị chăm sóc sắc đẹp đặc biệt, cho phép bạn tùy chỉnh chế độ chăm sóc da phù hợp với làn da của bạn. Đó là ý tưởng ban đầu để chúng tôi phát triển sản phẩm AgeLock Me, một thiết bị mà bạn có thể cho vào đó những thành phần độc đáo, một công thức gồm kem dưỡng ẩm, tinh chất dưỡng da. And in this instance, there would be moisturizers,
or serums that we can insert into a device. Nhưng điều đặc biệt là bạn có thể lựa chọn loại kem dưỡng ẩm nào, tinh chất nào phù hợp với làn da của bạn. We think in Nu Skin, chúng tôi tự hào rằng chỉ có chúng tôi, Nu Skin, mới có thể mang đến cho bạn một giải pháp làn da hoàn hảo như vậy. Không có một công ty nào có bộ ba hoàn hảo như vậy. Thật sự là thế. Mỗi thiết bị ở đây, khi chúng được giới thiệu, đều là những thiết bị đầu tiên xuất hiện trong phân khúc đó. Cùng với nhau, bộ ba này cung cấp một quy trình chăm sóc da hoàn thiện mà mỗi khách hàng đang tìm kiếm. That each consumer is looking for. Việc chăm sóc làn da thực ra giống như môn thể thao phối hợp mang tính đồng đội và không bao giờ chỉ phụ thuộc vào một sản phẩm đơn lẻ nào cả. Hãy nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh với bộ ba hoàn hảo Dream Team.